Những người đột biến với những khả năng phi phàm có thực hay không và bạn sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến tận mắt khả năng siêu phàm ấy? Một thí nghiệm nhỏ ở NYC đã được thực hiện với các diễn viên đóng thế, các máy quay được giấu kín, ghi lại hình ảnh của các thực khách bất ngờ và hoảng hốt khi chứng kiến cận cảnh một cô gái dùng ý nghĩ của mình nâng người khác lên và di chuyển đồ đạc trong tiệm cà phê thành phố này. Clean it up, it'll be fine. Fine, there's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me. Just get out of my way. Oh my God. Just get away from me. Just get away from me. Hiện nay đang có một kiểu order McDonald's rất đặc biệt và thú vị. Cách order ở drive-thru này thực hiện đang nổi lên với các bạn trẻ tuổi teen và đã có rất nhiều thể loại được thực hiện. Và đây là bản nhạc Quý Long thấy rất dễ nghe và hay nhất muốn gửi đến quý vị. Hi, welcome to McDonald's. How may I help you? I have a complicated order. Okay, go ahead. Are you listening? Yes, sir. Well, yeah. I want a number 6 super size with a Sprite and large fries. Mustard ketchup only, please. But don't you forget the cheese. I got a sweet tooth, but I'm in a hurry. Can I get one Big McFlurry? Give me one of them sprinkled with some M&M's. I'm feeling them, excuse me, ma'am, but baby, can you tell me, did you get that? Was it too fast? 'Cause I don't wanna have to come back, no. To the drive-thru, to the drive-thru. Can you hear me? Am I coming in clearly? 'Cause if it's Mickey D's, then please, I'm grabbing it. Ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it. Did you get that? Yes, you wanted a number 6 super size with only mustard and ketchup with a large fry and an M&M McFlurry. Yeah. Yeah. Okay, your total is 807 at the first hookup. Thank you. Thank you. Woo-hoo! Yeah. Woo-hoo! Right over here. This is quality service, people. Quality, quality, quality. McDonald's is the bomb.com. Ask your mom. Hi. Hi. 807. Oh, he was singing? Who was singing? I was singing. You were singing? Thank you. And these were my backup singers, the little doo-wops in the back. Thank you. Tiếp theo đây là một video music đang nổi lên gần đây trên YouTube.
một bài hát khá tinh quái và hài hước được dàn dựng theo một cách công phu nói về loài cáo. What Do The Fox Say đã gây ấn động với dân online khi ra mắt và vẫn được rất nhiều người truy cập trên trang mạng YouTube. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? And digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by Morse? Morse, Morse. How will you speak to that horse? What does the fox say? What the fox say? Và đoạn music video trên đã kết thúc chương trình tuần này rồi. Quý Long mong rằng quý vị và các bạn đã có những giây phút thư giãn với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.
màn đêm hoang vắng, mình anh lê bước trong đêm tàn, ngậm ngùi cùng chén đắng, bao dấu yêu ngày xưa theo gió bay xa về miền thương đau. Từng đông trôi qua, tình ta phôi pha, ngày đông giá rét, tim anh lạnh gầy vì nỗi nhớ mong em tràn đầy, đang giết anh từng ngày. Từ khi em chót yêu nhiều, mắt môi im tiếng cười, là khi anh xa rồi một vòng tay ấm, để lại một mình nỗi đau trong âm thầm, xóa tan bao kỷ niệm đắng đầy, cho bờ môi đắng lệ cay. Một giấc mơ cho tình yêu còn gì em hỡi, để con tim u sầu khóc tình ta nát tan ra rời. Dù em vẫn biết yêu anh hoài, cớ sao em lại wanna say goodbye. Sự bỗng em quay về đây tìm bờ môi ấm, thế nhưng anh hững hờ cố tìm quên tháng năm say đắm. Thì thôi ta hãy xa nhau dù trái tim ta còn mãi luôn thuộc về nhau.